Khám sức khỏe tổng quát cần làm những xét nghiệm gì để tránh tiền mất tật mang? Thì chỉ số đầu tiên mà tất cả các cô bác anh chị khi làm xét nghiệm mình phải chú ý và cần phải làm đó chính là công thức máu. Trong công thức máu các cô bác anh chị nhớ chú ý giùm bác sĩ mình ba chỉ số quan trọng nhất, đó là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Hồng cầu nó sẽ giúp cho chúng ta biết được là cơ thể chúng ta có bị thiếu máu hay không. Bạch cầu sẽ nói lên cho chúng ta biết là những cái tế bào mà giúp cơ thể chúng ta chống lại những cái nhiễm trùng. Và thứ ba, tiểu cầu là nó liên quan tới những cái quá trình rối loạn về đông cầm máu của chúng ta. Chỉ số thứ hai mà mình cần phải làm khi đi khám sức khỏe đó chính là xét nghiệm đường huyết. Thì nhớ chú ý giùm bác sĩ mình, sẽ có hai xét nghiệm đường huyết quan trọng mà các cô bác anh chị phải làm. Thứ nhất đó là đường huyết bất kỳ, hay người ta gọi là xét nghiệm glucose, và cái thứ hai là xét nghiệm đường huyết kiểm soát trong 3 tháng là chỉ số đường huyết HbA1c. Chúng ta phải xét nghiệm cả hai chỉ số này thì mới đánh giá được là chúng ta có nguy cơ mắc đái đường hay tiền đái đường, hoặc là chúng ta đã bị đái đường hay chưa, được chưa. Và chỉ số thứ ba các cô bác anh chị nên làm đó là chức năng thận. Thì chức năng thận nó sẽ có hai chỉ số máu mà chúng ta có thể xét nghiệm, đó là ure và creatinin. Đây là hai cái chất thải của thận mà chúng ta xét nghiệm máu sẽ giúp mình đánh giá được cái quá trình thanh thải cũng giống như là cái chức năng lọc đào thải độc tố của thận như thế nào. Chỉ số thứ tư mà các cô bác anh chị nên làm đó chính là men gan, hay người ta nói là đánh giá tổn thương tế bào gan, đó là AST, ALT và GGT. Đây là chỉ số sẽ giúp mình đánh giá được cái mức độ tổn thương tế bào gan do những cái tình trạng bệnh lý như viêm gan siêu vi, rồi tổn thương gan do rượu bia hoặc là tình trạng gan nhiễm mỡ. Chỉ số thứ năm mà tất cả các cô bác anh chị nên làm đó chính là xét nghiệm về mỡ máu. Có 4 chỉ số xét nghiệm mỡ máu quan trọng mà khi mình đi làm xét nghiệm tổng quát mình cần phải chú ý, đó là cholesterol toàn phần, triglyceride, LDL và HDL. Trong đây sẽ có 3 chỉ số mỡ máu xấu, đó là cholesterol toàn phần, triglyceride và LDL, và một chỉ số mỡ máu tốt, tức là chỉ số mỡ máu này nếu càng cao sẽ càng tốt, đó là HDL. Và cái thứ sáu mà các cô bác anh chị nên làm khi mình đi khám sức khỏe tổng quát, đó là xét nghiệm những cái chất điện giải, ví dụ như là những cái khoáng chất natri, kali, clo và canxi. Nó giúp chúng ta đánh giá được cái quá trình trao đổi chất, đánh giá được cái sự những cái khoáng chất cần thiết trong cơ thể chúng ta có bị thiếu hụt hay không, đặc biệt là những cái canxi liên quan tới những cái hỗ trợ về tạo xương cho cơ thể chúng ta. Cái thứ bảy đó chính là xét nghiệm về chức năng tuyến giáp. Thì hiện tại cái tình trạng bệnh lý tuyến giáp nó đang ngày một phổ biến, và khi mà mình đi khám sức khỏe tổng quát nhất định các bác anh chị phải kiểm tra tuyến giáp giùm cho bác sĩ mình nha. Thì có 3 chỉ số xét nghiệm hormone tuyến giáp mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là FT3, FT4 và TSH. Ở đây hai chỉ số FT3 và FT4 là hormone do tuyến giáp tiết ra, còn chỉ số TSH nó sẽ giúp đánh giá cái tuyến yên tiết ra cái hormone này để giúp kích thích tuyến giáp tạo ra FT3 và FT4. Rồi, chỉ số cuối cùng mà tất cả các cô bác anh chị nên làm khi đi khám sức khỏe tổng quát, đó là chỉ số về acid uric. Thì acid uric nó sẽ giúp chúng ta đánh giá được cơ thể chúng ta có nguy cơ bị gout hay có nguy cơ lắng động acid uric ở khớp, ở thận hay không. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa mà nhé.